Chào các bạn nha. Hôm nay nhà mình ăn mắm cá lóc chưng. Thì mắm cá lóc chưng thì không thể thiếu mắm nữa các bạn. Cái này là mắm lóc. Mắm lóc này ngày hôm qua mình đã mua ở Châu Đốc đó các bạn. Mình đi Châu Đốc á nên mình mua mắm về ăn. Ở Châu Đốc thì mắm rất là ngon ha. Con cá lóc này nhiều lắm. Lát nữa mình sẽ lấy ra một ít thôi. Rồi ngoài cá lóc thì mình sẽ có hành lá nè, gừng nè, hành tím nè, củ hành tây, với lại mỡ để mình làm tóp mỡ các bạn. Thì mỡ ở đây mình đã xé hộp lựu rồi, bây giờ mình sẽ nêm luộc sơ xong rồi mình mới thắng tóp mỡ nha các bạn. Khoảng 1 phút thôi rồi mình đổ ra mình để cho ráo rồi mình mới đem lên mình thắng tóp mỡ. Mình luộc như vậy thì khi mình thắng thì cái tóp mỡ của mình nó sẽ giòn ngon hơn các bạn, chứ là nó cũng sạch hơn nữa. Mình luộc sơ vậy là được rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đem đổ để cho nó ráo nha. Trong lúc chờ mỡ nó vàng thì mình chuẩn bị ba tép tỏi mình đặt hơi dập, mình để nguyên vỏ vậy luôn ha. Để ra nữa mình gần vàng á, tỏi gần vàng thì mình cho luôn để cho cái tép mỡ thơm hơn. Khi nào mình cắt mỡ cái đồng vàng thì mình mới cho tỏi vô ha. Cái cắt mỡ này nè bạn, các bạn mua mỡ gái á, mỡ gái thì khi mà các bạn thắng nó sẽ giòn, mỡ nó sẽ ngon hơn, cái mỡ nó săn chắc hơn. Còn như mỡ bụng với những cái mỡ chỗ khác thì sẽ bị nhão. Mình sắc hột lựu hơi to một tí nha các bạn, mình sắc có khoảng như con cờ á. Còn nếu mà mình sắc nhỏ quá thì khi mà mình thắng thôi đó, nó co lại nó sẽ rất là nhỏ luôn. Cái nhỏ thì mình ăn nó sẽ nó ngon, nó không giòn. Này nhìn nó ra mỡ nè, nó là mỡ trắng. Khi mà thắng mỡ thì mình cũng chuẩn bị dụng cụ để lát nữa mình đổ ra luôn nha các bạn. Một cái thao với một cái rây nhỏ ha, một cái rổ có lỗ nhỏ để lát nữa mình thắng xong rồi mình đổ bớt mỡ ra luôn, cho mỡ nó chảy xuống rồi mình lấy cái tóp ở trên á thì nó sẽ giòn, chứ mình không có ngâm ở trong cái nước mỡ, ngâm trong nước mỡ nó sẽ bị mềm, nó không giòn. Tóp mỡ mình đã làm xong rồi nè các bạn. Tóp mỡ này mình thắng hơi khô nha các bạn, tại do cái video của mình hồi nãy mình bị cái điện thoại của mình nó bị đầy bộ nhớ, cho nên mình lo mình chỉnh cái điện thoại của mình để nó hơi lâu nó bị khô nè, chứ đúng thì các bạn để cho nó đừng có khô quá. Này, tóp mỡ này mình để sang bên ha, bây giờ mình chuẩn bị mắm để mình chưng. Đây là mắm nè các bạn, mắm lóc nè. Mình cho mắm vô thao ha, mình cho vô cái tô hay cái thao gì đó là mình có thể chưng được đó. bằng inox hay là bằng thủy tinh hay là bằng sứ nha các bạn, không có lấy đồ nhựa ha. Rồi mình cho hành tây sắc nhỏ vô ha, hành tím mình cũng sắc nhỏ mình cho vô ha.
mình giới thiệu thành phần có gừng đó các bạn. Xin lỗi các bạn là mình nhầm nha, tại vì cái khô mặn chưng thì nó có gừng, còn cái mắm chưng này là không có gừng nha. Chỉ có hành, hành lá, hành tím, hành tây. Rồi mình xắt hành xong rồi mình cho vô luôn ha. Thì mình xắt hành lá mình cho vô luôn ha. Tay mắt quá. Rồi bây giờ mình cho gia vị vô nha. Ít bột ngọt. Nếu nó mặn thì mình cho đường nha các bạn. Đường. Tiêu. Nhiều tiêu một tí nha các bạn, cho nó thơm. Rồi ở đây mình tắt một đồ nước sôi nha. Khi nào nước sôi mình ta mắm vô mình chân nha. Mình đặt cái thao mắm vô cái nồi luôn, mình chọn cái nồi nào to hơn cái thao mắm đó bạn. Mình đặt cái mắm vô mình chân ha, rồi mình đậy nắp lại, mình chưng lửa riu riu ha. Chưng chắc cũng khoảng nửa tiếng thì nó mới mềm ha. Chân được 40 phút thì mắm nó chín rồi. Bây giờ mình lấy mắm ra nha. Mình chân mà khi nào mình thấy cái thịt mắm á, mình trở nó mà nó mềm, nó bị qua ra là nó chín. Mình lấy ra. Thịt mắm á, nó mềm như vậy nè, là mới được ha. Rồi, giờ mình cho tép mỡ vô. Tép
nhiều. Rồi mình cắt lên một cái ống. Mình có quế, đất, dưa leo. Cái này có chuối chát nó mới ngon nha, mà hôm nay mình không có chuối chát. Mình muốn ăn rau gì mình ăn thôi. Rồi, mắm mắm cá lóc chân của mình đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn nhớ like, share và chia sẻ để nhiều người biết hơn, để chúng ta có thể chia sẻ nhiều món ăn ngon hơn nha. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.